vậy mình là mình bị nghiệp tụ vành môi. Nghiệp tụ đúng vành rồi môi. Mình không có nên như vậy nên là mình bác sĩ nhắc về cái vụ nghiệp tụ vành môi đó, hồi nhỏ đi học nhớ môi mỏng lắm, nhớ môi càng ngày càng dày ra vậy. Ủa Huy sao kỳ vậy, giờ diễn viên cũng tới vậy trang? Em cậu đang tới, anh đang tới tốt khỏi rồi. Mình bút mấy giờ mà sao giờ này mới tới, chưa tới nữa Túc? 5 giờ anh ơi. Ủa giờ là sao? Tại nước Beyond, đón xem hồi kết gạo nếp gạo tẻ. Mình quay sớm hơn nãy giờ có tiếng đồng hồ á. Mẹ em nói là lần đầu tiên cuộc đời đi quay mà quay sớm hơn đó mẹ. Ủa gì kỳ vậy? Lần đầu tiên đi làm quay nhân tiến độ rồi em mình quay ẩu thì sao vậy? Em diễn có ẩu không? Biết sống sao cho vừa lòng. Bởi vì thân phận làm mướn mà em muốn nói. Quay đi.